làm một event đặc biệt cho giải thưởng Huy Động Vui. Chúng ta sẽ đến ngay trận đấu đầu tiên giữa cặp đấu thứ hai Kickerbua và Mèo Ú. Ok. Logo. Vào xuống bảng lấy check mail lấy logo USB. USB đây. Rồi ok, chúng ta đến ngay với trận đấu giữa Kickerbua và Mèo Ú. Hiện tại cái bua để cho mình đó là 9 giáp. Không có kháng phép, 50 AP. Cái bảng này chắc là bảng là 7,5 xin kháng phép, còn lại là AP và cả bảng 1.219 nữa thì mới được 50 tròn thế này. Xét từ vật lý thì thậm chí là có 9 luôn. Chắc chắn là cộng kéo kiểu dạng là tôi đoán không nhầm thì là 30-00. 9 giáp là từ ngọc thôi và tôi đoán là hình như là 30-00 thì phải. Hoặc là khoảng 27-28 thì đấy. Chưa biết được. Đây cái này cộng 9 xét từ vật lý này. Ngọc thì chắc chắn 50 AP là phải cộng cho mình đó là 7,5 trên kháng phép và đồng còn lại là được khoảng 27 AP ấy. 20 lam trong cả bạc bổ trợ và ngọc dân Doran được lên đổi 50. Nhưng mà không biết là cộng công bạc bổ trợ sinh trước là như nào. Chúng ta chờ xem. Cái sự lựa chọn này có giúp cho Kickerbua giành chiến thắng không đây? Ok, và Mèo Ú có 13 kháng phép, 9 rất là vật lý bớt luôn rồi. Mèo Ú và quý trượt của Mèo Ú. Bắn rất tốt từ Kickerbua, rất đau luôn. Xem ai sẽ là người lên level 2 đầu tiên. Javan là người cần phải lên level 2 trước với combo mình có thể áp sát được. Nhưng khi chưa level 2 thì Kickerbua hoàn toàn có thể né combo hoặc có thể cầu máu bằng những cái hit đánh thường quá đau. Mèo Ú cũng chắc là cũng cộng cho mình đó là 219, nó không có lý do là cộng 921 cả, bởi vì cái tầm này thì CC không có quan trọng. Bớt là chết thôi. Hiện tại thì về chỉ số lính thì Kickerbua 2, Mèo Ú 1. Last hit là như virus luôn. Kickerbua có khả năng lên level 2 trước. Lên 3 trước rồi, Kickerbua nhìn thấy đang có thể năng lên level 2 trước, có bớt không? Không, chỉ là một quy mà bây giờ ăn tên W mới là thốn này. Không có. Đã có ăn máu từ vị trí Kickerbua. Mèo Ú như vậy, anh ta sát bằng kiếm dài 3 bình máu. Mèo Ú thì chưa phát triển hết cho nên là sử dụng kiếm dài là đúng rồi. Cũng đang có chờ những cái động thái combo từ Mèo Ú mở giao tranh không? Combo vào, chúng Kickerbua thiếu đốt được và mất luôn. Mèo Ú và đã có phần nội tài đến từ vị trí Kickerbua. Cả hai đều lấy cho mình tốc biến nên không có di chuyển. Mèo Ú còn cho mình được 2 bình máu, uống được 1 bình rồi. Kickerbua uống nước bình còn lại và bây sẽ làm thời gian mà Mèo Ú quyết định là phải hit level mà thôi. Và chỉ cần một combo đến từ Mèo Ú thì mọi thứ cũng ra rất là khác. Level 3, cả hai level 3 cũng sẽ đấu cực kỳ cân sức đến từ vị trí của phụ lý Kickerbua và anh chất vết Mèo Ú. Bên phía Kickerbua còn xe. Anh này đang tranh là chỉ có kinh nghiệm rất nhiều so với kia với Mèo Ú. Một quy trước rồi, rất khó chịu. Chưa thấy biết Mèo có biểu nào cả, nhưng rõ ràng là việc mà LB có khả năng xảy tay dài. Chỉ cần một lần combo trượt của Mèo Ú thì Mèo Ú kéo đi luôn, nhập viện luôn, nhưng mà Kickerbua thì chỉ cần trúng một combo thôi là trời đất quay cuồng luôn đấy. Chia tay người yêu luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn đang chờ những mở đầu từ hai gamer. Bên phía Mèo Ú đang còn ít, còn nhiều lính hơn cho nên anh ta lên level 4 trước. Kickerbua cần phải cẩn thận. Lên level 4 này nếu như giả dụ mắc cho mình quy thì combo sẽ đau hơn. Nhưng nếu mà 2 điểm vào W cái là một cái đột phá thì hoàn toàn là khác thường. Vì nó đỡ được một chút sát thương đến từ cái combo của Lim Lăng. Và có khả năng sâu rất khó chịu. Vã tay nó sẽ ăn hơn. Rồi một quy trước vào Mèo Ú. Có quy. Bây giờ họ có cái farm rồi, chúng ta check cho chỉ số farm. Mèo Ú là 21, Kickerbua là 18. Phút thứ 4 rồi, đúng là virus nhập mất. Hai thanh niên farm đúng là giống mình. Hiện tại thì Mèo Ú đã đi về nhà, tôi có linh cảm như vậy. Thời gian sắp đến hè rồi, chắc mẹ gọi. Kickerbua đang có những pha last hit rất là tốt trong trụ, nhưng anh này cần phải đi về sớm hơn nếu như giả dụ như Kickerbua muốn push. À không, chưa về. Không, không hề có ăn cua ở đây, các bạn hơi nhầm. Mèo Ú nó vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành cho nên không hề có những cái spa xử lý như vậy. Mèo Ú là một nam combo chết rồi, một hết chủ rồi, một hết chủ, đó là ba. Kickerbua quá luôn cuồng, rõ ràng chỉ cần bình tĩnh một chút nữa thôi, nó mà có một trượt mà dính một hết chủ nữa. Ai, cơ hội chưa bao giờ để đẹp như bây giờ. Nhưng, Mèo Ú còn đâu mình năng lượng, Kickerbua là không có.
Ờ, vẫn chỉ là lát hit thôi, không đủ. Và đó là một pha mà chúng ta cần thiết phải đóng bìm ngay. Mèo Uli về, kia vua đang check được Mèo Uli về, 3-3 sau với 28. Máy thoải đi, quay bằng nhau, chênh là 6 triệu lính nghiêng về vị trí của kia vua. Các bạn chú ý nhá, không bàn stream bây giờ mà lật lên bảng điểm số luôn đấy. Kia vua farm nốt cuối cùng mà anh ta đi về với không biết là sẽ bàn làm tiền lên gì đây. Mèo Ú vẫn sẽ xuất hiện. Mèo Ú thì có khả năng lên thẳng mình kiếm răng cưa, ra sự chọn hoàn toàn đúng đắn so với LB. 4 đích lô đoàn. Nhà chắc chắn là ở khu vực hàng bạc rồi, làm kim hoàn là cái chắc rồi. 4 đinh đồ đoàn. Mình về mua hai cái đi, bằng anh bằng em cái. Không thể để nó hơn được. 101 AP. Không ai có gì chuyển cả, cả hai đều lấy cho mình tốc biến. Hiện tại mèo Ú về mua cho mình hai kim đồ đoàn, hai bình máu, một bình mana. Mèo Ú level 6 rồi. Đang có đóng băng rất tốt. Quay bên kia đang đông hơn cho việc đóng băng là hợp lý thôi. Kim vua ra sau. Combo là King War, combo trượt. Combo ngược lại và Mèo Ú có 3 lâm lên bảo khá tốt. Nhưng nó vẫn ăn sát thương, các bạn nên nhớ rằng nó vẫn ăn sát thương. Và khi mà đang cầm cho mình nhiều khả năng trang bị Doran thì máu của King War sẽ to hơn máu ở vị trí Mèo Ú với 4 Doran. Nhưng mà vì do con Javan là base máu của nó rất là cao cho nên là nó cũng sắp xỉ nhau rồi thôi. Nhưng các bạn nên nhớ rằng việc Mèo Ú lên cho mình 2 kiếm Doran và các bình máu còn lại giúp anh ta trụ. Ôi một pha lên kỹ năng King War rất tốt. Chúng ta vẫn chưa thể nói trước điều gì. Quỷ rất tốt. Đang những pha giật dìu, cả hai đều level 6 rồi. Về chỉ số linh chúng ta check xem là 43 so với 44. Ngang nhau bớt vào Mèo Ú rồi. Mèo Ú! Mèo Ú! Chúc mừng kia mùa! GG! Một pha xử lý rất tốt kia mùa. Không quá màu mè nhưng nó vừa đủ. Hiện tại thì đang có lợi thế đến từ hai thành viên Fluid. Trận đấu đầu tiên dành cho kỳ vua trong thể thức BO3 giữa kỳ vua và Mèo Ú. Ok, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu thứ hai. Các bạn chờ ít phút để mình set up kênh stream.